Hello cả nhà thân yêu. Chiều nay Phương với mẹ Phương đi ra ngoài ruộng giăng lưới nè cả nhà. Gần nhà Phương có đám nên người ta bắt nhạc. Phương đợi từ chiều tới giờ để cho họ tắt nhạc để quay cho cả nhà để tránh bị ồn. Nhưng mà vẫn chưa có hết được nữa, chắc hát tới tối luôn quá à. Phương sợ không kịp cho nên Phương với mẹ đi đại luôn. Mong mọi người xem video ủng hộ cho hai mẹ con nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn rất nhiều. Và cả nhà. Bây giờ thì Phương với mẹ Phương sẽ xuống dưới đây giăng lúa nha. Phương vừa mới khỏe bệnh thôi thì mẹ Phương bắt đầu bị cảm hả cả nhà. Mẹ Phương sổ mũi rồi mẹ khang tiếng nữa, y như đời Phương vừa bị vậy đó, mà Phương hôm nay thì đỡ đỡ nhiều à. Nay Phương sẽ xuống đây Phương giăng nha. Đây, mình đi tới nơi rồi nè. Bây giờ mẹ Phương cuốn lưới nè cả nhà. Nãy giờ giăng này, giờ cuốn cũng xế chiều rồi. Cuốn đại luôn, không biết có dính con gì không nữa. Ồ, cá sặc hả mẹ? Wow. Gió thổi đi luôn cả nhà. Phương không có gậy cái xuồng luôn, gió tự thổi luôn. Đi để đại với Khoan đi. Ồ, cá rô. Wow. Ồ, cá rô nữa. Wow, cá rô nữa cả nhà ơi. Trúng ngổ cá rô luôn rồi. Ôi ơi. Wow. Cá rô ngon quá luôn. Wow. Trời mẹ giăng hay quá vậy. Mỗi lần Phương đi giăng dính cá sặc không à. Ồ. Dướng rau muống về cứ ngắt rồi. Có dính con gì bự nó gì vậy dưới vậy ta. Bớ cái sạc mình bớ. Ôi 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 ôi. Ai rồi. Rồi. Trời ơi. Rách lỗ lứ luôn rồi vậy. Ôi ôi, ổn quá cả nhà ơi. Ôi rất lớn luôn à. Để cho con cá bự luôn à. Ăn cá rô nè. Giờ thì Phương với mẹ Phương sẽ về nhà nha cả nhà. Cả nhà coi xế chiều rồi nè, tối rồi. Bây giờ tranh thủ về nhà để làm bữa cơm chiều nha cả nhà. Cả nhà cùng đợi thưởng thức với hai mẹ con nha. Hello cả nhà. Hôm nay mình ăn cơm với canh màu, nấu canh cá rô đồng nha cả nhà, với cái sạc. Đúng ra là dính con cá kia bự lắm luôn, nó bị sảy, dính con cá bự mà sảy tiêu rồi. Được mới cá rô với hai cái sạc. Mà cả nhà cùng dùng cơm với hai mẹ con nha. Cá rô nấu canh màu cho thêm chút tiêu nữa cả nhà, rất là thơm luôn. Mời cả nhà nha. Cả nhà dùng cơm, ngủ trắng sổ quần xuống. Ăn canh gì dễ ăn hơn nè cả nhà. Hôm nay muỗi quá luôn. Muỗi quá, nước lên, muỗi vô nhà. Này nấu nó ngọt ra luôn nè. Rồi mình nấu nó vô ngọt. Miếng tim nó ăn cho chút mùi hôi cho nó hấp dẫn. Canh nóng. Mình nói bớt thì đến mẹ mình nữa hay cả nhà. Đó là bớt hồng. Giống như là tháng mưa mùa nước lên này nè, Cái lọ với nước hoài á, nước nó hút vô chân á, dễ bị bệnh lắm. Đây thì Phương xin phép cả nhà dừng video ở đây nha. Hy vọng là cả nhà hôm nay cho Phương xin một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con trong thời gian tới nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại những clip kế tiếp.